Thưa quý vị và các bạn, các sở ngành địa phương và chủ đầu tư phải đồng hành cùng nhà thầu, tập trung tháo gỡ những vướng mắc khó khăn để nhanh tiến độ thực hiện các dự án. Đó là chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa tại buổi kiểm tra giám sát việc thực hiện một số công trình, dự án giao thông trọng điểm của tỉnh trong ngày 9 tháng 2 vừa qua. Thực hiện chỉ đạo trên, các cấp chính quyền và đơn vị liên quan đã nghiêm túc thực hiện. Để tháo gỡ khó khăn vướng mắc về bãi đổ thải loại đất không thích hợp trong quá trình thực hiện dự án xây dựng tuyến đường bên của tuyến đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với đường cao tốc cầu Rẽ - Ninh Bình, ngay sau khi có ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại buổi họp giao ban Ủy ban nhân dân tỉnh vào ngày 13 tháng 2, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn nhấn mạnh lý do phê duyệt đưa đầm Phù Sa, thôn Phù Sa, xã Hoàng Hanh, thành phố Hưng Yên ra khỏi danh mục hồ ao đầm không được san lấp trên địa bàn tỉnh theo quyết định số 667 ngày 15 tháng 3 năm 2022 là để phục vụ dự án xây dựng đường bên tuyến đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với đường cao tốc cầu Rẽ - Ninh Bình. Đồng thời, yêu cầu các cấp chính quyền thành phố Hưng Yên hiểu đúng và thực hiện đúng quyết định, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố Hưng Yên đã họp giao cho Ủy ban nhân dân xã Hoàng Hanh tiếp tục để đơn vị thi công xúc tiến, tập kết, tạo điều kiện thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ dự án. Sau khi thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban tỉnh, sự chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch Ủy ban thành phố. Với các dự án trọng điểm thì xã Hoàng Hanh chúng tôi chỉ có một cái gọi là bùm Phù Sa. Anh em chúng tôi trong ban thường vụ cũng họp bàn và thống nhất là tạo mọi điều kiện tối đa nhất để hoàn thành dự án trong giai đoạn sớm nhất. Ngoài giải quyết kịp thời khó khăn về bãi đổ thải, hiện các sở ngành chức năng tỉnh cũng như các địa phương nơi có dự án đi qua hiện đang tập trung giải quyết những kiến nghị của nhà thầu để đẩy nhanh tiến độ dự án. Theo đơn vị nhà thầu, với tiến độ hiện nay thì trong tháng 3 năm 2023, tuyến đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với đường cao tốc cầu Rẽ - Ninh Bình giai đoạn 2 sẽ hoàn thành và thông xe. Còn tuyến đường bên nhánh phải đã trải xong lớp cấp phối đá xăm loại 2, tuyến đường bên nhánh trái đã đào lề được hơn 10 km. Cùng với những chỉ đạo quyết liệt trực tiếp từ các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hưng Yên, đơn vị thi công cần huy động tối đa máy móc để thi công dự án sớm đưa vào khai thác, hoàn thành theo tiến độ.